từ ngày 1 tháng 6 năm 2024, Thông tư 05 năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực thi hành, quy định rõ các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe mới nhất. Cụ thể, có 6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe từ ngày 1 tháng 6 bao gồm: người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe, người lái xe tẩy, xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình, cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện, có sai sót một trong các thông tin về tên, họ, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký. Thông qua việc khám sức khỏe, cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy.